Hôm qua, Ủy ban Nhân dân huyện Thống Nhất đã tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em và đi bộ đồng hành cùng Quỹ bảo trợ trẻ em huyện năm 2022. Với chủ đề chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em. Phát biểu tại lễ phát động, lãnh đạo huyện nhấn mạnh, lễ phát động nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đảm bảo mọi trẻ em được sống trong một xã hội an toàn, lành mạnh, không bạo lực, không xâm hại trẻ em, đẩy mạnh phong trào toàn xã hội tham gia bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, vận động mọi nguồn lực cho trẻ em, đồng thời thể hiện sự cam kết và hưởng ứng thực hiện tháng hành động vì trẻ em của các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp với những hoạt động cụ thể để chăm lo cho trẻ em. Tại lễ phát động, Ủy ban Nhân dân huyện đã tặng quà cho 130 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 500.000 đồng do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh và Đảng ủy Khối Văn hóa Xã hội huyện Thống Nhất tài trợ, đồng thời tiếp nhận ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em của các đơn vị với tổng số tiền 105 triệu đồng, tiếp nhận Quỹ bảo trợ trẻ em huyện số tiền 25 triệu đồng. Sau lễ phát động, các đại biểu đã đi bộ đồng hành cùng Quỹ bảo trợ trẻ em.